Hello, dạ em xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh kể chuyện của em. Lời nói đầu tiên xin cho em được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đến với chương trình kể chuyện hôm nay, em xin phép gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn nói về chuyện vợ chồng. Chuyện vợ chồng này á, là nói về cái đêm đầu tiên động phòng á, thì nói về cá lỗ nhỏ. Và khi mà ai nghe câu chuyện này thì cũng giật mình. Trời ơi, cái tiêu đề đọc xong thì đã cảm thấy ngạc nhiên rồi. Nhưng mà khi nghe câu chuyện này nó rất là hay quý vị ơi. Đêm động phòng này y như là trong phim vậy quý vị. Để thử xem tình tiết câu chuyện như thế nào, em mến mời quý vị cùng thưởng thức cái câu chuyện ngắn của em như quý vị. Thì ở trong cái làng này nè, có cái anh chàng này, thanh niên. Thì anh này cũng tướng cũng cao to vạm vỡ. Và anh này có yêu một cái cô gái, mà cái cô gái này cũng ở trong xóm trong làng luôn, mà cô này cũng rất là giỏi giắng, siêng năng, mà nết na thùy mị, công nhung ngôn hạnh đủ thứ hết á, mà cô này rất là đẹp. Cho nên là hai người yêu nhau cũng đắm đuối được một thời gian, thì anh này bắt đầu là hỏi cưới và muốn ngỏ lời muốn cô này làm vợ của mình. Và với cái tình yêu say đắm thì cái cô gái này cổ đồng ý. Khi mà đám cưới diễn ra đó thì hai bên nhà trai nhà gái đồ đến dự đông đông lắm luôn quý vị. Thì khi mà đám cưới xong xuôi hết trơn thì tối hôm đó là động phòng. Thì quý vị biết rồi đó. Cái chuyện vợ chồng mà động phòng á, thì mỗi người mỗi cảnh mỗi kiểu khác nhau, nhưng mà cặp vợ chồng này thì cũng giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác vậy đó. Trước đó cũng yêu nhau cũng tha thiết, bây giờ cưới nhau thì rất là hạnh phúc. Thì cái đêm hôm đó cũng dữ dội, cũng xong xuôi hết trơn, anh này cũng làm hoàn thành trách nhiệm làm chồng, cô này cũng coi như là xong xuôi hết, coi như động phòng ngon ôm luôn. Thì cái cô này á là cổ không ngủ được, cổ nằm cổ cứ lăn qua lăn lại hoài, còn ông chồng ổng cũng đuối sức rồi, từ sáng đến giờ á là đãi đám cưới nè, đàn trai đàn gái bạn bè khách khứa đó. Thì anh này ảnh cũng uống rượu cũng say, nhưng mà động phòng xong thì ảnh cũng buồn ngủ quá, ảnh mới lăn ra ảnh ngủ ngáy khò khò vậy nè. Đó. Thì cô vợ á, lúc này á là không hiểu sao cổ mắc đái. Mà khi mà cổ mắc tiểu á thì cổ ở nhà mình á thì đi đái nó thoải mái, là mình quen rồi. Mình ở với cha mẹ mình thoải mái. Nhưng khi mà đi qua nhà chồng á, làm dâu á, thì cô này á cổ coi như là dạng như cổ không có dám đi, cổ sợ ma. Tại nhà bên chồng này giàu có rộng lớn lắm, cho nên là cô gái này á là cổ sợ ma, cũng không dám đi. Cổ mới khiều anh chồng, cổ mới nói anh ơi, anh, cái anh chồng đang ngủ hỏi gì với em, em đang ngủ ngon mà, có gì không em. Thì cũng cưng vợ, không có dám la, vợ chỉ nói vậy thôi. Thì cô vợ mới nói anh ơi, anh dắt em đi vệ sinh đi, đi đái đi, chứ em không dám đi. Đó. Thì anh chồng anh cũng nghĩ là chắc vợ mình nó sợ ma hay sao, kỳ quá à, em không dám đi, kỳ với em, vậy toilet thì đi thẳng quẹo trái là tới rồi. Nhưng mà cô này cổ nói vậy thì anh chồng anh cũng chiều theo, anh nói thôi rồi để anh si cho em đó. Thì kế bên là có cửa sổ, anh chồng là tính là si cô vợ qua cửa sổ nè quý vị, tính là vậy đó cho nó tiện, tại vì anh buồn ngủ làm biếng quá anh không có đi được, mà cái cô này thì cổ sợ ma, cô không dám đi đái đó. Thì như vậy thì đâu có được, cho nên là anh này cũng chiều vợ tới bến luôn, cũng si cho cô vợ qua cửa sổ. Thì khi mà chuẩn bị mở cửa sổ ra để si cô vợ đó, thì ai về đâu á là ở gần đó có hai thằng ăn trộm từ sáng giờ á, nó rình hai vợ chồng này từ sáng giờ, là coi như đám cưới xong mà nghe nói đàn trai đàn gái giàu có dữ lắm, cho nên là có của cải dữ lắm. Cho nên hai thằng trộm này nó canh cô dâu chú rể đi ngủ hết đi rồi nó mới vô. Một thằng á thì nó nói là tao đứng ở ngoài cửa sổ tao canh, còn mày mà vô trong á mày cứ canh, có cái gì mày cứ canh nó, mày vớt cho tao, ví dụ như mày thấy mà có cái thùng tiền hay thùng vàng gì của cô dâu chú rể để á, thấy không, mày canh trong tủ á, mày lấy. Thì hai ăn trộm này tính kế hết trơn, là nó bàn tính nhau hết trơn, mà gần sớm là chuyên gia ăn trộm dữ lắm luôn. Cho nên là anh này á là ảnh đâu có biết, cô vợ cũng không biết luôn, như là không có biết là có ăn trộm đang ở trong nhà mình, một thằng đang ngoài đứng canh, khi nào mà đưa đồ ra là nó chụp. Thì về đâu là tối hôm đó là hai chồng này không có ngủ được, tại cô vợ mất gái đó. Thì
anh chồng ảnh cũng chiều cô vợ này, chứ gặp người ta, người ta nói thôi em tự đi đi anh ngủ phải không, không anh chồng nó cũng chiều, cũng mở cửa sổ ra mấy ảnh cô vợ linh xiêm như xiêm bé vậy đó quý vị đó. Thì ai về đâu á thì khi mở cửa sổ rồi đưa đưa cô vợ ra ngoài á ha, thằng ăn trộm á, ở ngoài á nó tưởng đâu thằng kia ở trong á chôm được đồ rồi, vợ chồng mới cưới này ngủ say rồi chôm được đồ rồi, cho nên nó mới để cái tay ra nó chụp, về đâu nó chụp chúng chúng cái thứ thiệt của cô kia. Ta nói hả, thằng trộm nó tức quá nó mới la lên, nói tao đâu có hút thuốc đâu mày đưa tao cái gì mà giống như là thuốc lá vậy, nhúm mà nó rối nồi à, bởi vì nó còn ướt ướt nữa. Thành thử ra là anh ảnh la lên nói mẹ bà đó, nó mẹ mày ngu dữ à, ở trong cái chổng á có bao nhiêu vàng bạc châu báu mày gom hết ở đây, vàng cưới đồ tiền cưới rồi đó mẹ bà nó, mày đi gom thuốc lá chi, tao đâu có hút thuốc lá thì đâu có biết là của thằng cái cô hai vợ chồng bắt đầu tá quả ra, nhà có ăn trộm mới la lên ăn trộm có ăn trộm hai nạn trộm ba đó, tao nói hãy xách dép chạy thấy mụ nội luôn đó. Thì đây cũng là một câu chuyện ngắn nói về cặp vợ chồng mới cưới cũng thú vị, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một câu chuyện này nữa em mến gửi tặng quý vị, thêm một câu chuyện nói về cái lỗ nhỏ tại sao mà có nhiều người khoái đút vô quá. Thì đây là câu chuyện rất là mặn đó, thì đừng xem clip này nếu đâu của bạn quá trong sáng nha quý vị. Câu chuyện như thế này, mến mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện kế tiếp nha. Thì cũng cặp vợ chồng mới cưới này luôn, cũng mới vừa cưới nhau, cưới xong xuôi thì động phòng sống trơn trọi, thì anh chồng anh mới mệt quá anh lăn ra anh mới nói lầm bầm trong miệng, công nhận ngộ thiệt á, có cái lỗ nhỏ xíu mà sao nhiều người thích đút vô á, mà nói thiệt chứ đút vô nó sướng thiệt á. Cô vợ này cũng nghe cô giật mình, có tật giật mình, người ta nói có tật giật mình. Cô mới nói rồi cũng nghĩ trong bụng cổ chứ hồi đó mình đẹp như vậy thì mình cũng đã trải qua nhiều mối tình rồi, cũng dữ dội này nọ kia, cũng ở với ngày này kia, bây giờ cuối cùng thì lấy anh này, thì không lẽ gia đình mình giấu hết cái chuyện mình có bao nhiêu người tình mà tại sao anh này nó biết ta, hay là giờ ảnh phanh phui chuyện ra ảnh trách mắt mắng mình không mấy, thôi giờ mình cứ thú thật là mình đã có bao nhiêu mối tình cho ảnh biết đi, mình ngủ bao nhiêu người để ảnh biết, chứ lỡ mà ảnh nói về chắc ảnh giận mình nè. Cô này có thương chồng quá, cô mới muốn thú tội, sợ là anh chồng ảnh nói ra mất công quê mình, nhờ mình nói trước đi. Thì về đâu á là cái cô này ha, là cổ định nói cái anh chồng ảnh, nó nói công nhận thiệt ngộ anh ơi, nói thiệt với anh á, giờ á anh đã biết rồi thì thôi em cũng không giấu anh chi, em nói thiệt em muốn nói gì em, anh ý anh là hả cái thùng thơ đó, sao mà nó nhỏ xíu, có cái lỗ nhỏ xíu mà sao nhiều người thích đút vô, công nhận hả, đút vô bây giờ sướng thiệt, hai chồng mình ngồi đếm ta đếm tiền mỗi tay luôn, sướng quá em ơi, tiền quá trời tiền, tiền mừng cưới, tiền này tiền ư tiền đồ quá trời luôn trời ơi trời, vậy ý em là cái thùng tiền hả, vậy mà em tưởng gì em, hên quá, xém chút xíu là khai ra cái chuyện mình ngủ bao nhiêu người là chắc chết quá trời ơi, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những clip tiếp theo. Xin chào.